Chào mừng chị các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh Grabbkie. Thì tranh thủ đi bộ ngoài ngõ thì tôi lại tiếp tục làm video chăm gió về chủ đề liên quan đến ngoại ngữ. Đấy. Anh chị nhớ đăng ký bên dưới theo dõi những clip liên quan đến tiếp theo anh chị nhé. Đấy. Nếu mà chủ đề sẽ là vì sao mà có bằng cấp ngoại ngữ, có chứng chỉ ngoại ngữ mà chưa chắc đã giao tiếp được. Tôi nhấn mạnh cái từ chưa chắc nhé. Đấy. Thì nếu mà anh chị nào mà đã học ngoại ngữ ấy, tôi lấy cái ví dụ là tiếng Anh. Anh chị học giao tiếp và anh chị học thi một cái tấm bằng chứng chỉ gì đó, thì thường thường hai cái này nó sẽ có những cái điểm chung nhất định, nhưng bên cạnh đó nó cũng sẽ có những cái điểm khác biệt nhất định. Không phải cứ là có bằng cấp tiếng Anh là giao tiếp tốt, và không phải là cứ giao tiếp tốt là sẽ thi được cái bằng cấp chứng chỉ tiếng Anh nào đó. Nó chỉ gọi là có những cái điểm tương đồng, nó là một cái gọi là những cái để cho chúng ta học nhanh hơn thôi, thi đỗ nhanh hơn hoặc là giao tiếp nhanh hơn thôi. Chứ bảo là giỏi cái này mà cũng giỏi lỗi cái kia thì nó không hẳn. Tôi nhấn mạnh cái từ không hẳn nhé. Đấy. Thì vì sao mà là ví dụ có bằng cấp tiếng Anh, chứng chỉ tiếng Anh mà chưa chắc đã giao tiếp được. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ bàn về cái vấn đề giao tiếp. Có nhiều anh chị rất nhiều từ vựng tiếng Anh, tiếng Đức chẳng hạn, hoặc là tiếng Tây Ban Nha, có rất nhiều ngữ pháp nói được, nghe được, nhưng mà khi ra giao tiếp thì lại là chưa chắc đã giao tiếp được. Vì sao? Vì bên cạnh ấy, giao tiếp ấy, cái ngôn ngữ nó chỉ là cái công cụ để chúng ta kết nối thôi, chứ còn bên cạnh ấy, nó còn cả kiến thức giao tiếp và kỹ năng giao tiếp. Đấy. Thì chính vì lý do đó mà tôi gặp rất nhiều ông thầy nhá, ông thầy tiếng Anh, tiếng Đức gì đó, ra bờ hồ gặp Tây thì Tây nó từ chối, bảo tao có thể nói chuyện mày được không? Tây là vẫy vẫy tay này, ngại, à, ngại. Thế là bắt đầu là từ đấy là bắt đầu là cứ đánh đồng rằng là bạn Tây nó không thân thiện. Tất nhiên là sẽ cũng ở đâu có người nọ người kia thôi. Có người ta sẽ nói chuyện mình, mà có người ta sẽ không bắt chuyện với mình, tùy. Thế là bắt đầu ngại. Đấy. Thế nhưng còn những người ta đi bắt chuyện thì cũng có rất nhiều người ta kệ, không bắt chuyện người nào, người ta bắt chuyện người khác. Đấy. Và bên cạnh đó người ta có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng truyền tải thông tin, kỹ năng làm cho đối phương thích nghe cái gì mình nói. Đấy là cái khả năng, kỹ năng giao tiếp và cái kiến thức giao tiếp nữa. Đấy. Kiến thức giao tiếp vì sao? Vì tôi để ý có rất nhiều người Tây, người ta đến đây người ta hỏi là lịch sử Việt Nam, vì sao Mỹ đến Việt Nam, vì sao Pháp đến Việt Nam, mà họ đến Việt Nam làm gì. Đấy. Hoặc là tự nhiên họ vào Văn Miếu Quốc Tử Giám, họ chỉ rõ là vì sao mà con hạc đứng trên lưng con rùa, hay là vì sao mà là Long Ly Quy Phụng, hay là Tứ Bất Tử. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Mà vì sao mà trong đền chùa lại nhiều từ Hán, từ Nôm, các kiểu đa điểm như vậy. Đấy. Thế thì là đấy là cái kiến thức giao tiếp, cái kiến thức tổng quan và cái kỹ năng giao tiếp. Thế còn giao tiếp ấy, cái ngôn ngữ chỉ là cái công cụ để chúng ta truyền đạt, kết nối thôi. Đấy. Thế còn mà muốn ngồi được người ta, ngồi nói chuyện người ta lâu thì cần phải cả kỹ năng giao tiếp và kiến thức tổng quan, kiến thức để giao tiếp. Đấy. Thế chính vì lý do đó mà nhiều ông thầy tiếng Anh hay tiếng Đức hay tiếng gì đó, người ta sẽ cứ nghĩ rằng là đi giao tiếp, nói chuyện với Tây là tiếng Anh bồi, không có chứng chỉ, không có bằng cấp là tiếng Anh bồi. Cái điều này hoàn toàn không đúng. Đấy. Vì là tôi biết rất nhiều ông thầy giỏi tiếng Anh hay tiếng Đức thì là rất giỏi về bàn giấy, rất giỏi về phân tích, rất giỏi về đánh giá. À, ôi phát âm như thế này, ngữ pháp ra làm sao. Nhưng mà khi ra thực tế thì câu chuyện nó khác nha. Đôi khi ấy, lý thuyết nó chỉ là lý thuyết thôi. Lý thuyết nó phải cộng với thực hành cơ. Bất kể mình lĩnh vực gì, trong ngoại ngữ cũng thế, lý thuyết cộng thực hành, cái đấy là hoàn hảo luôn. Nhưng mà mỗi lý thuyết suông thì nó không đi đến đâu cả. Nhưng mà những người thực hành, người ta đâm vào, người ta làm ấy, đấy thì người ta sẽ ra lý thuyết. Bên cạnh đó chắc chắn người ta sẽ mắc nhiều lỗi sai và nhiều cái lỗi thực sự như thế. Nhưng mà những người ta dám làm, dám hành động ấy, thì thường thường người ta sẽ có kinh nghiệm, người trải nghiệm, người ta sẽ vạch ra cái lý thuyết cho cái bản thân họ, cái lý thuyết cho cái bản thân trải nghiệm của họ. Đấy. Thì người ta có câu là đừng nghe một thằng đàn ông nói, mà hãy nghe một thằng đàn ông nói làm. Đấy. Có một câu là đừng nghe một thằng đàn ông nói, mà hay nghe một thằng đàn ông làm. Kể cả lĩnh vực ngoại ngữ anh chị nhá. Anh chị thấy ông này nó giỏi ngoại ngữ thì ông ấy vừa phải bằng cấp giỏi, vừa giao tiếp được với cả Tây, ngồi với Tây thỉnh thoảng phải 20-30 phút, thậm chí đến 1-2 tiếng. Thế đấy mới gọi là giỏi. Giỏi giao tiếp là phải như thế. Chứ mỗi ngồi lên nói tiếng Việt hay là nói vài câu tiếng Anh, nói một mình, thế cái đấy rất đơn giản. Nhưng bản chất của ngôn ngữ là để giao tiếp. Đấy. Nên muốn đấy thì tôi mới thấy là sự khác biệt giữa những ông thầy và những người thực tế. Có nhiều ông thầy thì có ông thầy ông vừa thực tế lại vừa lý thuyết, nhưng có không ít ông thầy là mỗi lý thuyết thôi, rất giỏi phân tích và là đánh giá anh chị nha. Đấy.